Xin chào toàn thể các anh chị em đã trở lại với kênh Đức Duy Xe Lướt với địa chỉ là 106 toàn cầu giấy Hà Nội và em Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại showroom ô tô HD Xe Auto. Hôm nay em về một chiếc xe phải nói là cực kỳ là hiếm ở trong phân khúc hạng C anh chị nhé. Chiếc Merc C200, xe sản xuất năm 2014. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt là chiếc xe này là bản Limited có cửa sổ trời. C200 nhưng có cửa sổ trời anh chị nhé. Thì hãy cùng em đi đánh giá và cảm nhận chiếc C200 này cùng em nhé. Xe thì là một chủ đầu biển số Hà Nội, chạy được 7 vạn km, rất là mới luôn, màu đen và nội thất cũng là màu đen. Chúng ta hãy điểm nhanh qua một vài cái tính năng đặc trưng của chiếc xe 200. Đầu tiên đó chính là cụm đèn bi, có trải đèn LED day night ban ngày này, cũng như là hiệu năng ánh sáng nó đã là hiệu năng ánh sáng cao rồi. Đi kèm với đó là 6 mắt cảm biến trước sau này, form mới rồi. Đấy, 14 nhưng mà được cái form xăng, cái form 2015 rồi, rất là đẹp luôn. Sơn di thì còn khá là nhiều, xe thì em vừa mới về thôi. Em quay luôn cho anh chị xem để cảm nhận cùng em chiếc C200 này nhá. Xe thì sẽ tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh chị rất là nhiều các tính năng nó xịn sò. Cụm ghế sau tuy đến thời điểm này thì nó cũng đã rơi vào một khoảng thời gian nó khá dài rồi, nhưng mà để mà nói là cái xe nó còn rất là tốt về những cái ghế này. Đấy, những cái hiệu năng xe thì còn cực kỳ là đáng để anh chị quan tâm và sử dụng. Giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Đây, ghế đây, sau tính ra nó là rơi vào khoảng 7 năm sử dụng rồi. Đấy, 7 năm nhưng mà anh chị có thể thấy được cái ghế đó của nó nhé. Rất đẹp luôn. Đem cũng em về thì em quay luôn cho anh chị xe chưa dọn dẹp bất kể cái gì nhé. Đấy, những cái vết bẩn này em vẫn để nguyên, em chỉ có rửa thôi. Sau đó là quay luôn cho anh chị xem mộc chiếc xe C200 này của em. Rất là tuyệt vời luôn. Em nghĩ là thị trường thì chỉ có một mình em có thôi. Đấy, một mình em có duy nhất thôi, C200 nhưng mà lại có cửa sổ trời ấy chị nhé. Bản Limited của năm 2014. Đấy, về Việt Nam rất là ít luôn. Cụm đèn này, đèn rất đẹp luôn anh chị nhé. Sau khi quay thì em sẽ cho spa này, đánh bóng lại cả xe cũng như là tỉa tót lại một chút. Và về phần sơn si có một vài các cái vết xước nhỏ thì em sẽ xử lý luôn cho anh chị, để anh chị nhận chiếc xe mà nó là mới nhất có thể anh chị nhé. Cốp quàng cốp rất rộng rãi luôn này, bô thì bô đôi rồi. Cảm biến sau này, đấy. Lốp thì là sử dụng lốp Michelin hết rồi anh chị nhé. Đấy, người chủ đã thay thế một dàn lốp Michelin luôn, cực kỳ là xịn sò và đẳng cấp luôn. Cửa gió ghế thứ hai này, đây ạ, la phông trần và cửa sổ trời anh chị nhá. Đây là cửa sổ trời zin theo xe nhé, không phải độ đâu ạ. Rất mới, rất đẹp luôn chiếc xe, thực sự rất tuyệt vời đây. Ghế phụ của em nó đây, anh chị có thể thấy này, 7 năm sử dụng rồi nhưng mà cái ghế nó còn rất là căng, rất là mới luôn. Có một điều thì là nội thất đen thì luôn luôn nó sẽ giữ hơn cái nội thất màu kem hay là những cái nội thất màu nâu nha anh chị nhá. Đấy, ở cái thời điểm này thì nó chỉ có màu trắng, gần như là màu trắng tinh ấy. Đấy, nhưng nó không có màu, chỉ có đen và trắng thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, đèn này, xe rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta hãy vào vô lăng và gần số xem thực tế luôn anh chị nhé. Xe rất mới, rất đẹp luôn. Đấy, xe thì đầy đủ này, cảm biến trước sau này. Đấy, cảm biến trước sau này, một cái khối vô lăng ở đây này, vô lăng thế hệ mới rồi, cầm rất là sướng và đầm tay luôn này. Đấy, tích hợp vô lăng đầy đủ này, rồi cũng như là gảy số trên vô lăng này. Đây là cái củ số của Merc này. Đấy, em quay gần nhất cho anh chị xem nhé. Cảm biến đèn này, rồi cũng như là về có cả rèm điện rồi này. Đây ạ, rèm điện này, chuột điện tử này. Đấy, rồi là 5 chế độ lái đây này. Một màn hình giải trí digital này. Đấy, màn hình giải trí digital. Có cả về hỗ trợ lùi chuồng, ghép dọc, ghép ngang tự động ở cái phiên bản này rồi anh chị nhé. Rất là đẳng cấp luôn. Đấy, rồi là cũng như là ở phiên bản này thì anh chị có thể thấy là cái yên ngựa này, gỗ đen bóng này, cũng như là tuy là nó đã sử dụng lâu năm rồi, nó rơi vào khoảng 7 năm thôi, nhưng mà cũng đã có những vài cái vết xước nhỏ ở đây này. Đấy, một vài cái vết xước nhỏ ở đây thì em nghĩ là nó không đáng kể đâu. So với cái khả năng sử dụng em nó thì thực sự là đời nó là không còn gì để bên cạnh cả. Đây, cửa sổ trời anh chị nhá. Đấy, cửa sổ trời này, gương thì chống chói rồi, rất là xịn luôn. Thì em điểm nhanh qua cho anh chị ngay với chiếc Merc C200, xe sản xuất năm 2014, một chủ từ đầu, 7 vạn km, biển số Hà Nội, full lịch sử hãng. Đấy, bản phiên bản mà có cả về cửa nóc rồi anh chị nhé. Đấy, phiên bản Limited luôn, có cửa nóc. Đấy, trang bị cửa nóc zin theo xe chứ không phải là độ điếc gì hết. Chiếc xe này bên em bán ra thì có cam kết bảo hành cho anh chị là 1 năm, tương đương với 10.000 km. Bảo hành 4 tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ số của xe là nguyên bản, cũng như là giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Đấy,
Mọi chi tiết thì em để dưới comment cho em, và hãy gọi điện trực tiếp đến số line trên màn hình của em là 0985 33 7070. Em là Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại showroom ô tô HDC Auto. Thì chiếc Mercedes C200 sản xuất năm 2014 này của em thì em đang chào bán với mức giá là 825 triệu đồng. Có thương lượng cũng như là có hỗ trợ về trả góp anh chị nhé. Anh chị quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp cho em. Muốn em cảm ơn anh chị đã quan tâm hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các video tiếp theo. Xin chào.